Giới truyền thông Tây Ban Nha đã trút giận lên Barcelona sau trận thua thảm bại với tỷ số 8-2 trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League, đồng thời kêu gọi cần những thay đổi lớn ở đội bóng xứ Catalan. Sự sỉ nhục lịch sử là dòng tiết trên trang bìa của tờ báo Sport có trụ sở tại Barcelona, nói về thảm bại của đội bóng xứ Catalan trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League. Tờ này viết một Barca thật nực cười đã phải chịu thất bại nặng nề nhất ở châu Âu, kết thúc một mùa giải đầy thất vọng mà lần đầu tiên không có danh hiệu sau 12 năm. Nhật báo Mundo Deportivo mô tả thất bại trên trang bìa là một kết thúc đáng xấu hổ cho một kỷ nguyên, đồng thời cho rằng huấn luyện viên Quique Setién sẽ bị sa thải ngay lập tức và chủ tịch Josep Maria Bartomeu cần tổ chức một cuộc bầu cử ngay. Trong khi đó, tờ AS sử dụng dòng tiêu đề tương tự như Sport nhận định thêm thảm họa của Barca mở ra một cuộc khủng hoảng với hậu quả nặng nề ở mọi cấp độ của câu lạc bộ. Còn tờ Marca đã sử dụng từ xấu hổ trên trang bìa của họ và cho biết huấn luyện viên Setién, người vừa ký hợp đồng dẫn dắt Barcelona vào tháng 1 với mục tiêu khôi phục phong cách và sự tinh tế trong lối chơi của đội, đã một chân bước ra khỏi cửa. Sport chấm cho hậu vệ Nelson Semedo một điểm trong thang điểm 10 sau khi anh bị Alphonso Davies hành hạ trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 5 do Joshua Kimmich ghi. Tờ này đã cho huấn luyện viên Setién số điểm 0 kèm theo, ông ấy không thể dành thêm một ngày trong công việc hào nhoáng của Barca. AS cũng cho biết những ngày của huấn luyện viên Setién ở câu lạc bộ đang được đếm từng ngày và viết rằng cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Tottenham, Mauricio Pochettino đang chờ đợi ở cửa, mặc dù trước đó nhận định chiến lược gia người Argentina sẽ không bao giờ huấn luyện Barcelona vì lòng trung thành với đội bóng cũ Espanyol.